Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Hòa Bình. Trong series các cơ bệnh trên hệ ngành từ đâu. Và ngày hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn các cơ bệnh có đuôi CPL, tính là file bảng điều khiển và chuột bằng eo. Và cơ bệnh đầu tiên là cơ bệnh ECPA.CPL là cơ bệnh kết nối mạng của Network Connection, giúp bạn truy cập được bằng Network Connection. Trong vòng network connection này để hiển thị cho các bạn tất cả toàn bộ của các interface ở đây, từ wifi từ các dạng VPN hay là mạng local của bạn thì hiển thị toàn bộ ở trong này. Cơ bản thứ hai, upwith, thì thực ra có rất nhiều cơ bản mà bạn không thể động được thì bạn phải động theo từng tên, theo từng thứ cái mà không có nghĩa. Và có những cơ bản thì có thể các bạn sẽ tạo được vị cơ bản này upwith.cpl. Cơ bản này thì sẽ mở cửa sổ với mọi chương trình, chính là phần Program and Future. Thì đây là một cái phần mà cứ bỏ các chương trình trong hệ thống của các bạn, giúp các bạn có thể truy cập vào phần Turn Off và Turn On cái feature lên. Với phần Future Feature thì giúp các bạn cài những cái phần mà thêm cho hệ thống của bạn, ví dụ như Hyper-V giúp cài máy ảo của bạn hay phần Network, rất nhiều các chương trình khác nhau. Bạn có thể tìm hiểu thêm ở phần video feature này. Quận thứ 3 là firewall.cpl, tính là truy cập nhanh cái phần Windows Defense Firewall, cấu hình tên lửa của bạn. Các bạn tắt nhá, mở tên lửa của bạn lên, turn Windows Defense Firewall on or off đây. Các bạn hoàn toàn có thể tắt mở tên lửa của các bạn lên, vì bạn nếu như tên lửa nó làm cản trở một số cái giao thức, nó làm cho một số website các bạn không ra ngoài được, thì các bạn tắt tên lửa đi hoặc các bạn mở tùy bạn. Với mình thì mình mở tên lửa đây cho an toàn. Và các bạn thứ tư là truy cập nhanh cái phần Privacy Manager. Các bạn nếu bạn không thể đọc được thì bạn đọc được từng từ cái là sdwi.cpl. Ở trong phần này thì phần quản lý bằng cách driver ở trên hệ thống ảnh của các bạn. Các bạn thứ 5, Power CFG.cpl, cũng như là truy cập vào bảng Power Option. Trong bảng Power Option này thì giúp các bạn cấu hình các bảng điện năng. Có rất nhiều các cấu hình điện năng bạn muốn chọn vào bảng choice.power.do. Khi các bạn sử dụng pin hay là bạn cắm nguồn thì đều cho các bạn ba lựa chọn. Nó vẫn rất nhiều các cái tính năng trong bảng Power Option này. Hoạn 6 là các bạn vào phần tụ tính của hệ thống. Tôi thường viết tắt như là sesdm.cpl để truy cập vào phần Config the Machine hay System Property, như phần tụ tính của máy vậy, System Property, Computer Name, Hardware hay Expand hay System Property, hay các bạn có thể kích hoạt tính năng ZBus hay là tốt ở trên này đây. Câu hỏi thứ 7 là bằng time.desk.cpl, quản lý cái công cụ thời gian desk and time của bạn. Thay đổi cái desk and time ở đây, các thay đổi ngày giờ tháng ở đây, và các bạn có thể thêm những cái time zone ở đây là các cái quốc gia vùng của bạn. Như ở Việt Nam mình thì đang chọn nhà Bangkok hoặc Jakarta, các bạn có thể thay đổi ở đây tùy ý bạn, quản lý vào desk time thế hệ ngành của các bạn. Phần thứ 8 là quản lý và âm thanh sound của các bạn, thì các bạn dùng cái bệnh msesys.cpl truy cập nhanh cái bằng quản lý âm thanh cho hệ ngành của các bạn. Quản lý chính là desk.cpl. Cơ mạnh này thì hiển thị tụ tính chính là bằng system display. Trong cái phần này có rất nhiều các lựa chọn của các bạn, và System Application Account, phần Time and Language, và các cái bằng Access hay Private Security hay bằng Video Update. Quận 10 là bằng thuận tính của Internet, tính là Internet Property, thì các bạn có dạng như sau: INETCPL.CPL. Thứ ra các phần Internet Property này thì nó giúp các bạn rất là nhiều, giúp các bạn rất nhiều trong việc quản lý và cấu hình các bạn truy cập trên các website của bạn nếu các bạn biết khai thác nó.
Hiện tại trong video ngày hôm nay thì mình sẽ không đi sâu vào từng chức năng của các bạn này. Mình sẽ giới thiệu các bạn để giúp các bạn truy cập đến các cái thuộc tính thôi. Có những video khác mình sẽ nói và đi sâu hơn từng phần này cho các bạn. Bài 11 main.cpl Small Sports Parties giúp các bạn truy cập vào Small Sports Parties. Bạn có thể điều chỉnh tốc độ chuộng ở ngoài của bạn, cấu hình chuộng cho các bạn. Bài 12 intl.cpl các bạn này sẽ cài đặt khu vực, chính là truy cập được bằng region cho các bạn. Các bạn có thể cấu hình hiển thị của các cái ngày tháng năm theo định dạng của mà các bạn mong muốn. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu với các bạn 12 câu lệnh của đuôi CPL trên hệ hình ảnh video. Thế thì các bạn mà nhớ các dòng lệnh này thì giúp các bạn truy cập nhanh về các chương trình điều khiển của CPL, cực kỳ ích cho các bạn. Và video ngày hôm nay của mình ở đây, nếu các bạn thấy video của mình hay và bổ ích thì bạn hãy like, share và subscribe kênh của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.